Rồi, hello anh em nha. Hôm nay em giới thiệu với anh em đây là mẫu 12D nha. Này, 12D chuyên đi bộ cho anh em nha. Bên này thì hai cái ga vợt nè. Còn bên đây thì hai cò bóp nha. Dây kẹp bình là dây 4 chấm, dây lớn luôn nha. Máy này thì nhỏ gọn rồi nha anh em. Máy này dài chưa được hai tấc nha, tấc 7 nha. Ngang 7 phân, ngang 70, 70 với hai dành nữa là 7 khoảng 75 nha. Đó. Cao thì 7 phân, chung là nó ngắn thôi, nó gọn. Con này thì chuyên cho anh em đi bộ thôi, lốc chê lương là nó ực rất là lớn nha. Rồi. Nay em test lửa cho anh em xem thử nè. Nè cầm thôi. Nè quay nè. Máy thì bao lực nha, gần gần lại. Máy mạnh nha anh em. À, đứt dây hết nha. Nha, máy lửa rất mạnh nha. Nói chung là máy này, con này thì nó rất lực nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình qua cái số điện thoại 0977 88 7030. Số điện thoại trên màn hình của anh em nha. Thì mẫu này thì em mang bán là với giá là 800.000 một con nha anh em. 800k một em. Kêu tiếng rất nhỏ gọn. Ấy kêu tiếng rất là nhỏ, hoặc gió chạy cực kỳ êm luôn anh em, mình quải trên lưng nó không có bị ồn. Mát nha. Này. Tổng quan của cái em chiên lương lương lóc bên mình nha. Này. Đi lương hang đâm hang rồi kia ực rất lớn nha. Mẫu này 12D, bên trong thì mình hàng rất là đẹp nha. Tại giờ nó cắn cái quạt gió mình không quay được cho anh em xem nha. Rồi, chào anh em luôn.